Những vị Bồ Tát này trong tất cả thời, tất cả chỗ đều tùy thuận chúng sinh mà hóa hiện thân tướng của họ. Tất cả những việc làm của Pháp Thế gian, các ngài dùng công việc giống nhau mà hiện ra ở trước họ. Chúng sinh làm gì thì các ngài làm như vậy. Dùng bốn pháp nhiếp đả thành một phiến với chúng sinh, khiến cho chúng sinh sinh ra cảm tình, rồi mới thuyết pháp cho họ, giáo hóa họ, khiến cho họ liều khổ được vui. Này giải thích đơn giản bốn pháp nhiếp một bố thí ban cho chúng sinh những gì cần thiết sau đó tiếp dẫn cảm hóa họ hai ái ngữ dùng lời hay tốt khuyên họ để hóa độ họ đạt được mục đích ba lợi hành thân miệng ý khéo làm lợi là ích cho chúng sinh bốn đồng sự tức là làm cùng việc cùng nghề với chúng sinh để cảm hóa họ tổng trì rộng lớn tích tập tất cả biện pháp biện tài khéo léo chuyển bánh xe pháp bớt thối công đức của tất cả như lai rộng lớn như biển cả đều nhập vào thân các ngài tất cả cõi nước của chư phật các ngài đều phát nguyện đi đến những vị bồ tát này đều tổng tất cả pháp chỉ vô lượng nghĩa rộng lớn vô cùng các ngài đem tám vạn bốn ngàn pháp môn đều tích tập vào thân biệt tài vô ngại của các ngài và phương tiện khéo léo vô tận các ngài truyền bánh xe pháp vĩnh viễn không thối truyền tu đạo chỉ tiến về trước mà không thối lùi về sau. Tất cả biển công đức của tất cả như lai đều nhập vào trong một thân của Bồ Tát. Tất cả cõi nước của mười phương chư Phật đều tùy theo nguyện lực của Bồ Tát mà vãng sinh. Các ngài đã từng cúng dường tất cả các đức Phật, trải qua không biết bao nhiêu số kiếp, luôn luôn hoan hỷ, không biết nhà mỏi, chỗ của tất cả như lai chứng được bồ đề các ngài thường ở trong đó thân căn không rời luôn đem biển hạnh nguyện của phổ hiền bồ tát đã chứng được khiến cho tất cả chúng sinh đều đầy đủ trí thân mà thành tựu vô lượng công đức như vậy những vị bồ tát này trong đại kiếp nhiều bất khả thuyết bất khả thuyết không thể nói không thể nói về trước đã từng cúng dường hết thảy tất cả chư phật khen ngợi phật luôn luôn hoan hỉ mà không biết nhà mỏi tất cả chỗ trời Phật khải ngộ chứng được quả vị Phật, các vị Bồ Tát này đều đến Bồ Đề Đạo Tràng, thân cận gần gũi, thường làm chúng ảnh hưởng, chúng thường đi theo, chúng hộ pháp, chúng nghiêm hội, chúng cúng dường, chúng phát tâm, chúng đương cơ, chúng biểu pháp, thường ở trong Đạo Tràng ủng hộ Pháp hội. Những vị Bồ Tát này thường dùng biển đại hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, khiến cho tất cả chúng sinh chứng đắc được thân trí hoại. Những vị Bồ Tát này thành tựu được vô lượng vô biên công đức như vậy. Những gì đã giảng ở trên là đồng sinh chúng, chúng sinh giống nhau. Hai mươi vị Đại Bồ Tát này xuất lãnh vô lượng quyến thuộc, đồng đến bồ đề đạo tràng ở trong pháp hội. Pháp hội hoàng nghiêm chia làm mười bộ chúng, bây giờ đã giảng xong. Bây giờ bắt đầu giảng dị sinh chúng, chúng sinh khác nhau. Dị sinh chúng phần làm ba bộ phận lớn một tạp loại chư thần chúng hai bát bộ tứ vương chúng ba dục giới sắc giới chư thiên chúng ở trong các thần chúng tạp loại có 19 chín chúng trong bát bộ tứ vương chúng có 8 chúng, trong dục giới sắc giới chư thiên chúng có 12 chúng, tổng cộng có 39 chúng. Ở trong mỗi chúng lại có 10 vị làm thượng thủ, tổng cộng có 390 vị dị sinh chúng. Các ngoài cũng xuất lãnh vô lượng quyến thuộc đến bồ đề đạo tràng, làm thiện thần hộ pháp. Lại có các vị thần chấp kim cang số đông như hạt bụi Phật thế giới. Lại có thần chấp kim cang số đông như hạt bụi Phật thế giới, thần chấp kim cang tức là hộ pháp thiện thần tay cầm chảy kim cang các ngài chuyên hàng phục thiên ma ngoại đạo làm cho chúng không nhiễu loạn thân tâm của người tu hành khiến cho người tu hành thân tâm thành tịnh một lòng một dạ tham thiền đả tọa người tại gia cư sĩ đều là người hộ pháp hộ trì tam bảo cúng dường tam bảo thân cận thừa sự tam bảo cư sĩ đều có trách nhiệm hộ pháp phải ủng hộ tam bảo trang nghiêm tam bảo không thể phá hoại tam bảo phỉ bán tam bảo. Tam bảo là gì? Tức là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo. Phải cung kính, phải lễ bái, kiện thành cảm ứng đạo giao mới đắc được lợi ích của tam bảo. Những vị thần chấp kim càng là thần chấp kim càng diệu sắc na la diên, thần chấp kim càng nhật luân tốc tật tràng, thần chấp kim càng tu di hoa quang, thần chấp kim cang thành tịnh vân âm, thần chấp kim cang trừ cằn mỹ diệu, thần chấp kim cang khả ái lạc quang minh, thần chấp kim cang đại thụ lôi âm, thần chấp kim cang sư tử vương quang minh, thần chấp kim cang mật diệm thắng mục, thần chấp kim cang liên hoa quang mani kế. Vị thần chấp kim cang thứ nhất tên là Diệu Sắc Na La Diên. Vị này thấy tướng tốt trang nghiêm của Như Lai vĩnh viễn không hoại, do đó vị này cũng chứng được pháp bất hoại này, cho nên gọi là na na diên, dịch là kiên cố. Vị thần chấp kim cang thứ hai là nhật luân tốc tật tràng, vị này thấy quang minh của như lai như ánh sáng mặt trời. Hiện đủ loại tia sáng, cấp tốc tiêu diệt phiền não chướng ngại. Vị này chứng được pháp tràng trang nghiêm, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ ba là tu di hoa quang. Vị này thấy thân của Như Lai phóng quang chiếu khắp tất cả giống như núi tù gì hiển hiện như biển cả thần thông của vị này như hoa sen phóng quang minh cho nên được tên này vị thần chấp kim cang thứ tư là thanh tịnh vân âm âm thanh của vị này thanh tịnh phi thường vang dội trong mây giống như sấm sét cho nên được tên này vị thần chấp kim cang thứ năm là trừ căn mỹ diệu Vị này hiện làm chủ thế gian, dùng các căn, mắt tai mũi lưỡi, thần và ý, mỹ diệu, khiến cho tất cả chúng sinh đều khai ngộ cho nên được tên này. Vị thần chấp kim càng thứ sáu là khả ái lạc quang minh. Vị này dùng trí huệ quang minh để diễn nói phản pháp, khiến cho người nghe sinh tầm vui thích tin nhận cho nên được tên này. Vị thần chấp kim càng thứ bảy là đại thụ lôi âm vị này dùng bảy báu nghiêm sức diệu tướng dùng hoa báu để trang nghiêm cây phương tiện cảnh cáo chúng sinh không thể sinh tâm thối truyền âm thanh của vị này như sấm cho nên được tên này vị thần chấp kim cang thứ 8 là sư tử vương quang minh phước báu của vị này sâu dày phi thường Tướng mạo của vị này cũng tốt đẹp phi thường, như sư tử vương, không sợ sệt bất cứ chỗ nào, cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ 9 là mật diệm thắng mục, mắt từ bi của vị này có tiết sáng lửa ngọn các tường, mật hiện ở trước chúng sinh cho nên được tên này. Vị thần chấp kim cang thứ 10 là liên hoa quang mani kế, vị này có quang minh hoa sen và có diệu kế mani báu cho nên được tên này. Có số đông thần chấp kim cang nhiều như hạt bụi Phật thế giới như vậy làm thượng thủ những vị thần chấp kim cang này đều là thượng thủ trong chúng thần kim cang. Nếu nói tỉ mỉ tên các vị thần kim cang thì nhiều như số hạt bụi Phật thế giới nói không hết được. Kinh hòa nghiêm bất cứ nói pháp môn gì cũng đều nói mười. Vì sao? Vì mười là biểu thị mười lần mười thành trăm, mười lần trăm thành ngàn, mười lần ngàn thành vạn, mười là số đại biểu trăm ngàn vạn ức. Nếu nói số trăm ngàn vạn ức thì quá nhiều cho nên chỉ dùng 10. Kinh Hoa Nghiêm được cất giữ ở dưới Long Cung, cộng hết thảy có 3 quyển, Thượng Trung và Hạ. Bây giờ chúng ta đang giảng là quyển Hạ của Kinh Hoa Nghiêm. Số thần Kim Cang nói ở trong quyển Thượng dùng số ức làm đơn vị. Số thần Kim Cang nói ở trong quyển Trung dùng số vạn làm đơn vị. Số thần Kim Cang nói ở trong quyển Hạ này dùng số 10 làm đơn vị. 10 này là biểu thị vô lượng. Vì chúng ta phàm phu không nhớ hết số vị thần nhiều như thế, cho nên dùng 10 để tượng trưng. Các vị thần này ở trong vô lượng kiếp quá khứ thường phát nguyện lớn, nguyện thường gần gũi cúng dường chư Phật. Theo hạnh nguyện mà thực hành, thầy đều đã viên mãn đến được bờ bên kia. Những vị thần chấp kim cang này rất lâu xa trong quá khứ, vô lượng kiếp về trước, thường phát nguyện lực rất lớn. Nguyện lực gì? Tức là phát nguyện luôn luôn cùng với chư Phật gần gũi chư Phật, cúng dường chư Phật. Chư Phật đi đến đâu các ngài đều theo đến đó. Vì các ngài phát đủ thứ nguyện lớn, thường theo học Phật. Những lời nguyện này và hạnh môn đã viên mãn cho nên đến được bờ bên kia. Các ngài tích tập phổ biến phước nghiệp thành tịnh. Cảnh giới thực hành ở trong các tam hội đều đã thông đạt, đã được thần thông lực theo ở với Như Lai, nhập vào cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn. Oai đức và quang minh của các ngài đặc biệt thông đạt trong chúng hội, tùy loại chúng sinh mà hiện thân để giáo hóa điều phục. Tất cả các hóa Phật ở chỗ nào thì các ngài đều hóa theo ở chỗ đó. Tất cả chỗ như lại ở các ngài thường xuyên ngộ vệ những vị thần chấp kim cang này đều tích tập vô lượng vô biên phước nghiệp thành tịnh ở trong tất cả thiền tịnh đắc được tam muội gì thì có thứ cảnh giới đó các ngài đều thấu rõ thường đạt vô ngại những vị thần chấp kim cang này đều đắc được đủ loại thần thông lực thường theo ở với phật hộ trì tam bảo còn đắc được cảnh giới giải thoát không thể nghĩ bàn những vị thần chấp kim cang này ở trong đại chúng hội đều có oai quang đặc biệt đều thông đạt chẳng giống quang huynh của một số hộ pháp thiện thần khác các ngài tùy theo loại chúng sinh mà hiện thân để giáo hóa điều phục khiến cho tất cả chúng sinh thấy các ngài thì liền phát bổ đề tâm trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sinh. Những vị thần chấp kim cang này đều thác nguyện lực của các ngài đã phát trong quá khứ để hóa hiện vào trong cõi nước mà chư Phật hóa hiện và là chỗ các như lại ở. Các ngài luôn luôn bảo hộ chư Phật không để cho thiên ma nhiễu loạn. Ở trên là chúng thứ nhất thần chấp kim cang lại có thần thân chúng số đông như hạt bụi Phật thế giới. Tên của các ngài là thần thân chúng hoa kế trang nghiêm, thần thân chúng quang chiếu thập phương, thần thân, thân chúng hải âm điều phục. Thần thân chúng tịnh hoa nghiêm kế, thần thân chúng vô lượng oai nghi, thần thân chúng vô lượng quang nghiêm, thần thân chúng tịnh quang hương vân, thần thân chúng thủ hộ nhiếp trì, thần thân chúng phổ hiện nhiếp thủ thần thân chúng bất động quang minh. Vị thần thân chúng thứ nhất là hoa kế trang nghiêm, vì vị này dùng hoa kế để trang nghiêm cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ hai là quang minh thập phương, vì quang minh của vị này chiếu khắp mười phương thế giới cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ ba là hải âm điều phục. Vì âm thanh của vị này như tiếng hải triều khiến cho tất cả chúng sinh nghe được âm thanh này thì cải ác hướng thiện phát bồ đề tâm cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ tư là tịnh hoa nghiêm kế vì vị này dùng hoa sen thanh tịnh để trang nghiêm bảo kế cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ năm là vô lượng oai nghi vì vị này thường hiện vô lượng vô biên oai nghi đi đứng nằm ngồi đều hợp pháp cho nên được tên này vị thần thân chúng thứ sáu là tối thượng hoa nghiêm vì vị này thường phát ra quang minh tối thượng để trang nghiêm đạo tràng cho nên được tên này vị thần thân chúng thứ bảy tên là tịnh quang hương vân vì vị này không những có quang minh thanh tịnh mà còn có mây thanh hương cho nên được tên này vị thần thân chúng thứ tám là thủ hộ nhiếp trì vì vị này thường thủ hộ đạo tràng nhiếp trì chúng sinh khiến cho chúng sinh cải ác hướng thiện, sửa lỗi làm mới cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ 9 là phổ hiện nhiếp thủ, vì vị này có thể hiện khắp trước chúng sinh để nhiếp thủ họ, khiến cho họ phát bổ đề tâm cho nên được tên này. Vị thần thân chúng thứ 10 là bất động quang minh, vì vị này có định lực tâm bất động lại có quang minh cho nên được tên này có số đông thần thân chúng, nhiều như hạt bụi Phật thế giới như vậy làm thượng thủ. Trong quá khứ, các vị thần này đều thành tựu nguyện lớn cúng dường thừa sự tất cả chư Phật. Mười vị thần thân chúng này làm lãnh tụ ở trong các thần thân chúng. Ngoài ra còn có vô lượng vô biên thần thân chúng, nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần thân chúng này trong quá khứ đều phát nguyện lớn. Phát nguyện lớn gì? Các vị thần này phát nguyện cúng dường tất cả chư Phật, cung kính thừa sự tất cả chư Phật. Trên đây là chúng thứ hai, thần thân chúng. Lại có thần túc hành số đông như hạt bụi Phật thế giới, đó là thần túc hành bảo ấn thủ, thần túc hành liên hoa quang, thần túc hành thanh tịnh hoa kế, thần túc hành nhiếp trừ thiện kiến, thần túc hành diệu bào tinh tràng, thần túc hành lạc thổ diệu âm, thần túc hành trên đàn thụ quang, thần túc hành điên hoa quang minh, thần túc hành vi diệu quang minh, thần túc hành tích tập diệu hoa. Lại có thần túc hành số đông như hạt bụi Phật thế giới, thần túc hành tức là thần thủ hộ đường xá. Vì các vị thần này ngưỡng mộ đức của Như Lai cho nên theo dấu chân của Như Lai. Vị thần túc hành thứ nhất là bảo ấn thủ, vì trong tay của vị này cầm giữ bảo ấn để hộ trì chúng sinh, cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ hai là liên hoa quang, vì liên hoa phóng quang cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ ba là thanh tịnh hoa kế, vì vị này có hoa kế thanh tịnh cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ tư là nhiếp chư thiện kiến, vì khi chúng sinh thấy vị này liền phát tâm bồ đề cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ năm là diệu bảo tinh tràng, vì diệu bảo của vị này phóng quang giống như tinh tràng, cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ sáu là lạc thổ rượu âm, vì âm thanh ca sướng của vị này vi diệu phi thường rất êm tai, cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ bảy là chiên hành thụ quang, vì quang minh của vị này phóng ra giống như hương cây trên đàn, khiến cho tất cả chúng sinh người được mùi hương này thì khai mở trí huệ quang cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ 8 là Liên Hoa Quang Minh, vì quang minh của vị này phóng ra thanh tịnh như hoa sen cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ 9 là Vi Diệu Quang Minh, vì vị này phóng quang minh vi diệu không thể nghĩ bàn cho nên được tên này. Vị thần túc hành thứ 10 là Tích Tập Diệu Hoa, vì vị này tích tập tất cả diệu bảo hoa cho nên được tên này. Có các vị thần túc hành nhiều như số hạt bụi Phật thế giới làm thượng thủ. Các vị thần túc hành này ở trong vô lượng kiếp quá khứ, đều gần gũi như lai, theo đuổi tu hành, không muốn lìa xa. Mười vị thần túc hành này làm lãnh tụ trong các thần túc hành mà làm thượng thủ. Quyến thuộc thần túc hành của các vị này nhiều như số hạt bụi Phật thế giới. Những vị thần túc hành này, trong vô lượng kiếp quá khứ đều gần gũi như lai cúng dường như lai theo đuổi tu đu hành không muốn rời bỏ trên đây là chúng thứ ba thần tu hành lại có thần đạo tràng số đông như hạt bụi phật thế giới đó là thần đạo tràng tịnh trang nghiêm tràng thần đạo tràng tu di bảo quang thần đạo tràng lôi âm tràng tướng thần đạo tràng vũ hoa diệu nhẫn thần đạo tràng hoa anh quang kế thần đạo tràng vũ bảo trang nghiêm thần đạo tràng dũng mãnh Hường nhãn thần đạo tràng kim cang thẻ vân thần đạo tràng liên hoa quang minh thần đạo tràng diệu quang chiếu diệu lại có thần đạo tràng nhiều như số hạt bụi phật thế giới thần đạo tràng tức là thần giữ gìn đạo tràng phàm là chỗ nào có người tu hành thì gọi là đạo tràng. Những vị thần này đều là thiện thần hộ pháp, khiến cho người tu hành được thanh tịnh, không bị thiên ma ngoại đạo làm nhiễu loạn. Vị thần đạo tràng thứ nhất là tịnh trang nghiêm tràng, vì vị này thường hộ trì đạo tràng, khiến cho đạo tràng thanh tịnh, trang nghiêm như tràng, cho nên được tên này. Vị thần đạo tràng thứ hai là tu di bảo quang vị vị này thường hộ trì thường phóng bảo quang quang minh như núi tu di cho nên được tên này vị thần đạo tràng thứ ba là lôi âm tràng tướng vì vị này có âm thanh giống như sấm lại có tướng bảo tràng cho nên được tên này vị thần đạo tràng thứ tư là vũ hòa diệu nhãn